Kim hoa thánh mẫu. Xích thố của ông thì hình ngựa cũng có ăn cỏ nha. Bà hiển 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 thánh thì bà mới mới nói đủ thì cái người đi biển gặp tai nạn. Thì bà tên là Lâm Mặc, bà sinh trong một cái căn phòng á, tỏa ra rất là nhiều mùi thơm Rồi, và cảm hoa. ơn chương trình của cô và cộng đồng biết đến nhiều, sau này càng phát triển. Rồi, cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn chú. Mình tên là Kim Hạnh, xin kính chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Chúc một ngày mới được nhiều sức khỏe và được an lạc, thành công trong cuộc sống. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với cả nhà một ngôi chùa để mà có dịp đến Châu Đốc, Tịnh Biên gần núi Cấm. Đây là chùa Bà, được có tên là chùa Bà Thiên Hậu, hay là còn gọi là chùa Bà Nước Hẹ, hoặc là Thiên Hậu Thánh Cung, được tọa lạc trên đường tỉnh lộ 948. Và là xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Và đây là trước cổng tam quan của chùa Bà Nước Hẹ. Thì có 4 tầng mái, mái ngói âm dương, thanh lưu ly xanh và rồng uốn lượn lưỡng long chân châu. Cột phía dưới là cột màu vàng và có khắc chữ Hoa. Đây là ngôi chùa người Hoa, mà cái cổng này được cải tạo từ năm 2012. Nếu mình chia sẻ đến cả nhà video có xem á, thì đăng ký kênh ủng hộ mình và mời cả nhà mình sẽ di chuyển vào phía bên trong cổng để mà đi vào viếng chùa Bà. Và đây là đường cái từ cổng tam quan mình sẽ chạy xe thẳng vào bên trong chùa, có người thì gọi là miếu. Chạy vào khoảng 100 mét nữa tới rồi, đây cũng có bãi giữ xe, mà trong chùa có bãi để xe đó, trong đây có một cái cổng rào nữa thì mình vào bên trong đây thì để xe, hướng để xe đây. Rồi tới nơi bãi giữ xe. Đây là quần thể trong toàn cảnh khuôn viên chùa Bà hoặc là miếu Bà, chùa Bà Nước Hẹ, Thiên Hậu Thánh Cung. Và đường ở đây đi vào trong nơi chánh điện chùa Bà thì phía đây ta có bán nước và hàng ăn uống. Và nơi đây có tôn một pho tượng của Đức Phật Di Lặc ở chính giữa khuôn viên của chùa. Và có một cây cờ có phướng. Và nơi đây là trước cổng của chánh điện, toàn là chữ Hoa, mái ngói âm dương. Và đây cột thì bằng đá mài, hình hai con kỳ lân sơn màu xanh, và bức tường có bức phù điêu vẽ những hình bát tiên, là hình bát tiên. Hai bên hai bức phù điêu vẽ hình bát tiên. Và khi mình bước vào cổng mình thấy có một cái bảng á, ghi cái chữ Hoa, mình đọc được là chữ giống như là Thiên Hậu Cung sao, hay là Thiên Hậu Thánh Mẫu. Dạ, Thiên Hậu Thánh Cung. Và đây là khi mình bước vào là cửa gỗ màu đỏ, sơn màu đỏ. Và mình sẽ thắp nhang cho bà.
Và khi vào bên trong chánh điện gian thờ bà thì cột gỗ màu đỏ và có khoanh nhang lồng và một cái bàn để cúng rất là nhiều đèn cầy. Và ở đây là sân thiên tĩnh để mà cân bằng ánh sáng, để lưu thông không khí, chẳng hạn như đốt nhang khói bay lên thì để lấy ánh sáng. Và kế tiếp thì mình thấy có một gian thờ tôn pho tượng của Ngọc Hoàng Đại Đế là đầu đội mão bình thiên, tay cầm lĩnh tiễn, hay còn được gọi là vua trời Đế Thích. Ngài Ngọc Hoàng Đại Đế là cai quản cả bầu trời và mặt đất và cõi âm phủ và biển cả. Và bên đây là có một pho tượng của Bắc Đế Tinh Quân, cũng đầu đội mão, áo choàng màu xanh lá, rất là trang nghiêm. Và phía trước thì có hai hình là chim hạc và rùa. Và tiếp theo chánh điện là nơi tôn thờ. Ở chính giữa mình thấy là có ba pho tượng, một chính giữa màu pho tượng màu đỏ, hai bên là bận áo pho tượng choàng màu vàng, đó là Thiên Hậu Thánh Mẫu phía bên tay phải. Và phía bên tay trái là Kim Hoa Thánh Mẫu. Thiên Hậu cung là bà, thường thường ở chùa Bà Bình Dương cũng có thờ, cũng có thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu. Và ở ngoài mà cái khám thờ thì rất là lộng lẫy và trang nghiêm, với chủ đạo màu đỏ và màu vàng thì có khắc những hình là chim phượng. Và nơi đây có một gian thờ của ông thần của thần. Và mời cả nhà sư chị. Và bên đây là nơi gian thờ của tài thần lão lão. Có một pho tượng thì bận áo tràng màu đỏ, thì trong hình tướng một ông lão râu bạc dài. Và mời cái nhà mình sẽ di chuyển qua phía bên gian bên phải. Và nơi đây là bên phải là gian thờ của Quan Thánh Đế Quân, hay còn gọi là Quan Công. À, mặt thì đỏ, râu năm chòm, một tay vuốt râu và một tay cầm cuốn binh thư, đầu đội mão, áo bào xanh lá cây, ngồi trên ngai. Ông còn được gọi là Già Lam Hộ Pháp. Ông sinh năm 160 và mất năm 219. Ông là người Trung Hoa Sơn Tây, kết nghĩa với Lưu Bị và lập nên nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Phía dưới thì cũng có một pho tượng của ông cầm một bôi bảo đao và hình ngựa xích thố của ông. Thì hình ngựa cũng có ăn cỏ nha. Thì bàn thờ rất là trang nghiêm. Và phía trên tầng mái là mái ngói, cột kèo, kiến trúc và những lọng tre bà và đèn. Chú có thể cho con hỏi thăm là chùa bà mình ở đây thành lập năm nào không chú? Xin mời con ngồi. Dạ. Đầu tiên là con chào chú. Con giới thiệu là con tên kênh của con là con đến từ YouTube Vòng Kim Hành 75. Thì hôm nay con có duyên đến ngôi chùa để mà viếng chùa lại bà. Thì con cũng xin phép hỏi chú thêm là chú có thể cho biết tên của chú rồi. Chú giới thiệu, chú chia sẻ cho con và những du khách hành hương đâu á có đến, có dịp đến để biết về ngôi chùa bà của mình, giống như là thành lập từ năm nào như vậy đó. Thì coi như trước nhất là tôi cũng hân hạnh được nói tiếp cô ở đây. Yeah. Trên kênh YouTube riêng của cô. Thứ hai là tôi cũng giới thiệu, tôi là phó ban quản lý ở Miếu Thiên Hậu. Nói cho rõ cho con nghe thì ở đây là miếu chứ không phải là chùa. Yeah. Chùa là do cái tiếng thường dùng của người dân ở địa phương.
Ở đây là miếu Bà Thiên Hậu của thị xã Tân Biên, bây giờ là thị xã. Còn về vấn đề mà cái nguồn gốc thì tụi tôi không rõ lắm, tại vì ngày 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 xưa đó là nó cũng gọi là cũng khoảng trên trên 60 năm thì nó còn hoang sơ, thì chùa nó bằng lá. Tôi chỉ biết là cái từ cái lúc mà bắt đầu trùng tu lại thôi, nghĩa là từ cái ngày bà dì, nghĩa là em của bà nội đó, là được tín nhiệm của cộng đồng người Hoa nước Hẹ là giao cho ủy thác cho cái trách nhiệm coi gìn giữ miếu đây, là coi như cách nay cũng gần gần 60 năm đó, nghĩa là từ cái ngày trùng tu đó. Dạ, tức là trùng tu. Và chú cho biết thêm là chẳng hạn như ngày vía bà và những ngày lễ lớn là ngày nào để cho du khách có dịp mà đến viếng chùa Bà Châu Đốc nè, núi Cấm, miếu bà thì cũng gần ở đây để mà biết luôn cái ngày sẽ viếng mà. Coi như trả lời cho cô câu hỏi này thì tôi nói cái ngày vía ở đây là nghĩa là cái ngày gọi là cái ngày sinh nhật của bà đó, là ngày 23 tháng 3 âm lịch. Và cái thân thế của bà, tôi nói luôn cho cô rõ là thân thế của bà là xuất phát từ Trung Quốc và là người ở tỉnh Phúc Kiến, con của một vị cũng như là huyện quan ở đó gọi là ông Lâm Nguyện, bà tên là Lâm Mặc Nương. Lâm Mặc nghĩa là người 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 họ họ Lâm mà không ít có nói, không có nói. Nương nghĩa là phụ nữ rồi, đúng không? Người phụ nữ họ Lâm không có nói, nghĩa là từ nhỏ bà đã bị, cũng như nói chung câm thì nó không phải câm nhưng mà chưa nói thôi. Thì cái lúc bà hiển 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 thánh thì bà mới mới nói. Thì nói chung là cái công đức của bà xưa tạo cho bá tánh là độ trì cái người đi biển gặp tai nạn và việc trừ hung diệt ác trên cái miền biển quê hương bà trước, mà tất cả người Trung Quốc đều có thờ hết. Dạ đúng là người Trung Hoa đều di dân qua đây là đều bằng tàu thuyền thì có thờ bà. Thì con cũng lúc trước đó thì con cũng có quay chùa Bà Bình Dương thì con cũng có chia sẻ nên con biết bà Thiên Hậu. Thì bà tên là Lâm Mặc, bà sinh trong một cái căn phòng đó, tỏa ra rất là nhiều mùi thơm và hoa đồ. Thì bà là con thứ sáu ở trong gia đình họ Lâm, con biết luôn. Thì chú chia sẻ thêm thì cho mọi người thì cũng đều được biết nữa, thì mình ngắn gọn như vậy. Còn thì ngày vía bà thì chú cũng đã có nói, thì nếu mà cả nhà mình á, thì có dịp đi chùa Bà Châu Đốc nè, núi Cấm, thì chùa bà miếu bà là còn gọi là chùa bà nước Hẹ, miếu bà ở đây thì cả nhà mình ghé miếu để mà lại bà, để mà cầu an cho gia đình. Bà thì rất là hiển linh mà linh thiêng, rất là phù hộ cho tất cả người dân, đặc biệt là về đi biển. Và con cũng cảm ơn chú, hồi nãy giờ chú cũng đã chia sẻ đến cho du khách hành hương, quý Phật tử gần xa đều biết về ngôi miếu của mình và sự tích của bà. Chẳng hạn như bà là phù hộ người đi biển nè, bà còn có cái con biết được là bà có trị bệnh nữa đó, có trị bệnh để Bà trị trị. bệnh rồi thu phục ác thần ở trên biển. Đó. Thì con cũng xin cảm ơn chú đã chia sẻ và chúc chú được nhiều sức khỏe để mà quản lý và phục vụ miếu và du khách đến viếng miếu bà. Cảm ơn chú nhiều. À, cảm ơn chương trình của cô và chú đây đã đến đây để làm một chương trình, có thể nói là cho cái miếu này để cộng đồng biết đến nhiều, sau này càng phát triển. Nên cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, cảm ơn chú. Và từ ở miếu bà Thiên Hậu cung thì sẽ bên đây có đại tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Và nơi đây thì có tôn đại tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm đứng trên hình một cái trụ cột chính giữa có hình hoa sen, và phía hai bên thì cũng có hai cái trụ, có hai pho tượng của Thiện Tài Đồng Tử và Ngọc Nữ.
và hai cây cột màu đỏ rồng uốn lượn xung quanh nguyên một cái tháp thờ tôn pho tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, và có một bia đá là kinh Quán Âm Cứu Khổ, và bên đây là một bia đá khắc kinh chú Đại Bi. Thì nơi tháp thờ tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm thì đây cũng có một cái hồ, một cá mà bây giờ không có cá nữa. Có một cái cây. Đây là một sơ đồ phương án cải tạo khu vực Điện Bà và Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì số 1 là lối vào chính, số 2 là lối vào phụ, số 3 là vườn hoa, số 4 là hoa sen, hồ sen, số 5 là Điện Bà và Quan Thế Âm Bồ Tát, số 6 là đài sen, số 7 là cây cổ thụ, số 8 là vườn thiền tịnh. Đó, đây là mặt bằng tổng thể. Đây là view tiểu cảnh hồ sen. Đây là view tổng thể. Đó, sơ đồ, đây là phương án chuẩn bị thôi nhưng mà chưa có làm. Mình cũng chia sẻ đến cho cả nhà được biết là chùa Bà Nước Hẹ hay gọi là Thiên Hậu Thánh Cung, để mà có dịp đến Châu Đốc, Tịnh Biên, gần núi Cấm. Nếu mà cả nhà mình có xem video á thì đăng ký kênh ủng hộ mình. Và cảm ơn cả nhà đã dành chút thời gian xem video, và xin hẹn gặp lại những video tiếp theo.